Sóc ơi, sóc còn bé cún nào không ạ? Em muốn nuôi một bé cún để làm bạn nhưng chưa biết phải chọn dòng nào. Mong sóc thấy được tin nhắn và tư vấn giúp em với nhé. Ok, sóc đã thấy tin nhắn của em rồi nè. Ở sóc vừa rã bày được 3 em cún dễ thương lắm nha. Nhưng đã có 2 bé được về với chủ mới rồi. Hiện tại ở shop vẫn còn một em này đang mong muốn tìm chủ mới yêu thương và chăm sóc. Em xem qua video này của chị để tham khảo bé cún đáng yêu này nha. Giới thiệu cho bạn nào chưa biết, bé thuộc dòng Bulldog Saintie, cân nặng khi trưởng thành tầm 3-5 kg. Giới tính của bé là cái, lông có màu nâu đỏ và bé đã được hơn 3 tháng tuổi rồi đó ạ. Các bạn thấy em có đáng yêu không nè? Mặt tròn, mắt và mũi đen rất là lanh lợi, lông siêu dày và bồng bềnh luôn. Tính tình của bé rất là năng động và siêu quấn người. Bé thích chơi với cái đồ chơi gặm nhấm. Đó đó, lấy lại đồ chơi của bả là bả gặm không chịu buông luôn kìa. Về phần ăn uống, bé ăn cũng rất là giỏi. Mình đang cho bé ăn hạt ngâm mềm với nước ấm. Bạn nào đón bé về muốn tiết kiệm thì có thể trộn với một ít cơm. Dòng cuốn bún đò này rất sạch sẽ và ít lủng lông. Bạn nào đang ở phòng trọ hoặc ở chung cư hoặc nhà có người lớn thì có thể rinh em này về nuôi nha. Khi các bạn chọn mua cuốn tại shop mình thì mình sẽ tặng một bịch hạt, một cái giỏ vận chuyển và miễn phí tư vấn chăm sóc các bé trọn đời luôn nha. Không thể thiếu đó chính là sẽ kèm thêm một cuốn sổ có ghi đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh, giới tính và lịch tiêm ngừa sổ sung đầy đủ nên các bạn yên tâm nha. Bạn nào thích em này có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0834928978 hoặc có thể ghé trực tiếp tại địa chỉ 166 quốc lộ 1, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn các bạn vào những video lần sau.